bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách an toàn, tin cậy, thiết thực và ưu việt. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Các chính sách do nhà nước tổ chức thực hiện, hoạt động vì mục đích an sinh xã hội, không vì lợi nhuận, nhằm ổn định lâu dài đời sống của người dân và người lao động. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nhà nước bảo hộ, được quản lý, sử dụng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ chế chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện, đồng bộ theo hướng gia tăng quyền và lợi ích của người tham gia, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế, góp phần bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, người lao động trước những biến cố, rủi ro. Hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện với hai loại hình gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc có vai trò đặc biệt quan trọng giúp người lao động ổn định cuộc sống ngay khi đang làm việc và cả khi thất nghiệp thông qua 5 chế độ gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, ra đời từ năm 2008, đã tạo cơ hội cho mọi người lao động ở khu vực phi chính thức được tham gia bảo hiểm xã hội, giúp tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được chính sách hưu trí và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi hết tuổi lao động. Hiện nay, chế độ hưu trí trong chính sách bảo hiểm xã hội đang được thiết kế rất có lợi cho người lao động với mức hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng góp và định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người tham gia. Từ năm 1995 đến nay, nhà nước đã thực hiện 22 lần điều chỉnh lương hưu. Cùng với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng trong chia sẻ rủi ro và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Hiện nay, người tham gia được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, với số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng một người một năm. Người tham gia cũng không bị giới hạn về tuổi tác, số ngày điều trị và tổng chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng thực hiện chi trả chi phí điều trị cho tất cả các bệnh hiểm nghèo như tim mạch, ung thư, bệnh hiếm. Về danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật hiện được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán là rất lớn, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế. Có thể thấy, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách rất nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương, cùng sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được thực hiện tốt trên phạm vi cả nước, giúp nhân dân và người lao động ngày càng yên tâm, tin tưởng, tích cực tham gia,